Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Sự sắp đặt của trái tim của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một hồi chuông điện thoại nổi lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhìn vào số máy đó, cô biết là của ai, liền bấm bỏ qua, sau đó cô nhắn tin lại. Tôi đang có việc đột xuất ở một nơi rất xa, tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Đầu bên kia đọc tin nhắn, có lẽ cũng đoán ra cô không tiện nghe điện thoại, nên anh nhắn lại. Cô giữ gìn sức khỏe nhé, mấy ngày qua không thấy cô, sợ có chuyện gì nên tôi gọi hỏi thăm thôi. Nếu cần gì cứ nói với tôi nhé, đừng ngại. Cô nhắn lại một câu, cảm ơn anh, rồi thử người ra. Lại thêm một cuộc gọi nữa. Lần này là Thảo, cô tế nhị xin phép mẹ ra ngoài nghe điện thoại. Vừa bấm kết nối, tiếng Thảo bên kia đã vang lên. Tình hình thế nào rồi chị? Em nói trước nhé, lần này chị phải cứng rắn và dứt khoát lên. Không được mềm lòng đâu đấy. Tình thương phải được đặt đúng chỗ. Chị như thế là quá tình cảm rồi. Nếu gã có van xin đòi quay lại, cũng tuyệt đối cự tuyệt cho em. Mà cái gã này cũng tồi, định dùng bài khổ nhục kế ra để níu kéo chị đây mà. Việc Đạt bị nhóm người kia bắt đi, Hân vẫn chưa dám nói cho Thảo biết. Cô định bụng khi nào về sẽ kể hết sự tình cho Thảo nghe sau, nên chỉ nói. Em yên tâm, chị biết mình phải làm gì mà. Thế khi nào chị về Hà Nội để em đi đón? Thôi, em không phải lo đâu. Chị sẽ chủ động bắt xe, thế nhé. Chiều chủ nhật về, chị sẽ nói chuyện với em kỹ hơn. Thảo vẫn chưa cúp máy mà cố tình hỏi thêm. Bà ấy đỡ chứ chị, thế ở trên đó tối chị ngủ với ai? Chị ngủ với mẹ chồng mà, em yên tâm không có chuyện gì xảy ra đâu. Ai biết được, chị thì em tin, nhưng em không tin lão Đạt. Người như lão ấy chẳng có một tí bảo hành nào. Chị đừng cho lão động vào người đâu đấy. Phải giữ bằng được nguyên đai nguyên kiện nghe chưa? Biết là cô em luôn lo cho mình nên Hân phải trấn an mãi Thảo mới chịu buông máy. Đi vào nhà đã thấy bà Thuần lo lắng hỏi. Trường gọi con về phải không? Hay con về dưới ấy giải quyết công việc đi. Mình xin nghỉ nhiều quá cũng ngại, lại bắt người khác dạy thay nữa. Con yên tâm, mẹ ổn rồi. Dạ, là một người bạn thân gọi con thôi. Mẹ đừng lo. Trước khi đi con đã xin phép hiệu trưởng rồi. Con sẽ ở lại chăm sóc cho mẹ đến chủ nhật mới về Hà Nội ạ. Từ giờ mẹ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Con thì ở xa nên không đỡ đần gì được. Bà Thuần lại nắm lấy tay cô, rồi nhìn Hân với ánh mắt đầy khẩn khoản nói. Chỉ cần con tha thứ cho thằng Đạt, thì mẹ không cần thuốc thang gì cũng khỏi. Cuối đời này mẹ chỉ mong cho hai con được hạnh phúc. Nhà này cưới được người con dâu như con là phúc lớn lắm rồi. Lại vẫn là lời khẩn cầu tha thứ. Cô còn chưa biết Đạt giờ đang ở phương trời nào nữa. Tự nhiên cô không lo cho bản thân mình mà lại lo cho bà Thuần. Tới đây nếu Đạt không về thì không biết bà sẽ sống ra sao. Tại một địa điểm bí mật bên kia biên giới, trong một trang trại rộng lớn được trồng toàn táo và nho, nếu chỉ nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ đây là một mô hình canh tác trái cây thuần chủng. Nhưng không, bên trong nó mới thực sự là một loại hoạt động bất hợp pháp của thế giới ngầm. Giữa trang trại có một tòa nhà kho là nơi dùng để chứa nông sản và trái cây thu hái, chờ đóng thùng mang đi. Nơi này hoạt động rất chặt chẽ, có lính gác ba bề, bốn bên cẩn mật 24/24. Nông dân chăm sóc cây tuyệt đối không được bén mảng đến khu vực này. Những kẻ ra vào chỗ này hầu hết đều mang một vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm. Cuối tòa nhà có một căn hầm bí mật, bên trong rất rộng, có thể chứa cùng lúc 20 người. Giữa hầm được kê một chiếc bàn inox hình chữ nhật, có chân đẩy cơ động kiểu giường y tế. Cạnh đó là bốn người bị trói nghiến ở một góc, miệng họ đều xịt băng keo và mắt cũng bị băng kín. Đứng trước bàn inox, một bác sĩ mặc blue trắng đang cầm dao mổ. Trước mặt ông ta là một người nằm ngửa, chân tay đều bị gắn chặt vào bốn chân giường. Vị bác sĩ có vẻ đã quá quen với việc này. Vẻ mặt điềm nhiên, ông ta cầm dao mổ rất thành thục.
người phụ mổ bên cạnh cũng lành nghề không kém. Vì đây là kỹ thuật lấy tạng nên bắt buộc phải mổ thường, chứ không mổ nội soi như các loại phẫu thuật khác. Chỉ bằng mấy thao tác, ông bác sĩ đã lôi từ trong người đang nằm bên dưới ra một quả thận. Ngay lập tức tay phụ mổ đỡ lấy trái thận từ tay bác sĩ và để vào một chiếc hộp đặc biệt được đánh số cẩn thận. Cứ tưởng công việc đã xong, nhưng không. Ông ta tiếp tục sạch một đường trên ngực. Lần mổ hở này, ông ta đã lấy đi một nửa lá gan của bệnh nhân. Xong đâu đấy mới cẩn thận đóng ổ bụng và khâu vết mổ lại. Giơ tay ra hiệu cho người phụ mổ. Vị bác sĩ tiếp tục vành mắt bệnh nhân ra rồi nhanh nhẹn bóc tách lấy giác mạc của người đó. Thao tác của ông ta nhanh đến nỗi chỉ mất khoảng 10 phút đã xong công đoạn này. Sau đó anh ta được đưa ra khỏi căn hầm trong tình trạng vẫn còn hôn mê. Kế đó một người bị trói tiếp tục được đưa lên nằm trên bàn phẫu thuật. Anh này cũng bị trục thuốc mê nên chỉ một lát sau đã chẳng biết gì. Thì ra đây chính là một điểm buôn bán nội tạng trá hình mà hầu hết các nạn nhân được đưa đến đây đều từ bên kia biên giới. Vì lợi nhuận, bọn chúng đã bất chấp đạo lý, bất chấp tính mạng con người và coi họ không khác gì súc vật, một loại động vật cao cấp siêu lợi nhuận. Và khi các nạn nhân nhận ra nguy hiểm và biết mình bị bán thì tất cả đã muộn rồi. Họ đã bị đưa ra khỏi biên giới, cách xa nơi mình từng sinh sống hàng ngàn cây số. Bản thân lại một chữ ngoại ngữ cũng không biết thì việc thoát khỏi hang ổ của bọn ác quỷ là bằng không. Một tuần sau, lúc này Phương Hân đã dọn về nhà mình ở. Công việc ở trường đã trở lại nhịp độ thường ngày. Từ hôm Đạt bị kẻ xấu bắt đi, cô không còn bị làm phiền nữa. Cũng không thấy một cuộc gọi lạ nào cho cô. Chẳng biết bọn chúng đã đưa Đạt đi đâu. Việc anh ta biến mất một cách nhanh chóng làm Phương Hân chưa kịp thích nghi. Tuy rằng trước đây cô luôn sống trong tâm trạng mệt mỏi, chán trường khi ở bên Đạt, giờ chỉ còn lại một mình. Phương Hân lại cảm thấy lẻ loi và cô đơn trên chính ngôi nhà của mình. Anh ta đã một đi không trở lại, đồng nghĩa với việc cô sẽ không bị quấy rối. Nhưng bản thân lại không cảm thấy vui. Một tuần ba buổi cô vẫn đến dạy thêm cho Quốc Cường. Cô cậu càng ngày càng tỏ ra quấn quýt và quý mến cô. Chị giúp việc cũng vậy. Cảnh Kỳ thì bớt lạnh lùng hơn. Tuy vậy giữa anh và cô chỉ có những câu chuyện trò xã giao hoặc xoay quanh việc học hành của Quốc Cường. Tuyệt nhiên anh không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư với cô. Có duy nhất một lần anh hỏi cô về Đạt và cô nói anh ta đã thực sự rời xa mình và đi đến sống ở một nơi khác. Lời cô lúc ấy thoáng buồn khiến anh cảm thấy mình hơi vô duyên và từ đó không hỏi thêm cô về vấn đề này lần nào nữa. Một tháng sau, tòa gọi Phương Hân và Đạt lên hòa giải lần cuối. Vì Đạt không có mặt nên tòa án cho cô về, hẹn tuần sau sẽ giải quyết. Tòa sẽ có một tuần để đăng thông tin lên cổng thông tin điện tử của tòa và niêm yết công khai việc của cô. Đồng thời họ cũng gửi thông báo cho Đạt để anh ta biết. Nếu sau một tuần mà Đạt vẫn không đến, thì tòa sẽ xử ly hôn vắng mặt. Rời khỏi tòa án, Phương Hân chạy xe đi Vô Định, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng cô cũng về đến nhà. Mở điện thoại ra, coi thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Thảo. Cô bấm máy gọi lại, đầu bên kia tiếng Thảo lo lắng vang lên. Thế nào rồi chị? Khiếp, chị cứ làm em lo chết đi được ấy. Lão ta có đến không? Mọi việc giải quyết xong rồi phải không chị yêu? Chưa đâu em, vì Đạt không có mặt nên tòa hẹn tuần sau mới giải quyết. Trời, cái lão ấy đến giờ này vẫn còn ám chị. Lão có phải trẻ con đâu mà bắt người ta đi tìm như tìm trẻ lạc vậy trời. Biết sao được em, xấu chị vậy rồi cãi sao được. Hy vọng một tuần sau mọi thứ sẽ ổn. Chị đang ở nhà phải không? Để em chạy đến nhé. Nói rồi Thảo tắt máy. Đến nơi thấy thần sắc mệt mỏi của Hân, Thảo không đừng được mà nói. Cái thằng cha ấy có khi nào bị bán đi mổ lấy nội tạng rồi không chị? Chỉ có thế, lão mới lặn mất tăm mất tích vậy chứ. Mà như vậy lại hay chị ạ. Từ giờ trở đi chị đỡ phải bận tâm về lão và có thể thảnh thơi lo cho mình rồi. Chị cứ cảm thấy bất an thế nào ấy. Có khi nào Đạt đã xảy ra chuyện rồi không em? Chị cứ như thế này thì bao giờ mới dứt ra khỏi cái mớ bằng bong ấy được. Em nói thật may cho chị đấy, chứ cứ rằng díu mãi thì phí cả một đời chị ạ. Ngáp vài cái thì hết bà thanh xuân. Tranh thủ đang còn trẻ, kiếm lấy một tấm lưng cho mình dựa vào đi chị. Em thấy bố của Quốc Cường được đấy,
anh ta có vẻ quan tâm đến chị thì phải. Lần này chị phải nắm chặt lấy cơ hội, đừng để cho nó vụt qua. Chị đã qua một lần đò thế này, đâu dám mơ tưởng cao sang hả em? Huống chi người ta lại là một tổng tài của cả một tập đoàn tài chính lớn. Các em người mẫu chân dài cơ mà xếp hàng đàn, chị không dám mơ đâu. Tự biết bản thân mình là ai mà, cái đó dành cho em thôi. Chị cứ như bà già khốt ta biết á, quỷ chết đi được. Phương Hân chợt đề nghị, hay em xin bố mẹ qua đây ở với chị cho vui đi. Chị ở một mình chán lắm, có hai chị em cũng đỡ cô quạnh, hàng ngày đi làm cùng nhau cho tiện, để chị sang nói với bố mẹ em nhé. Thôi chị, em mà đi ông bà buồn chết. Để thi thoảng em xin bố mẹ cho qua chơi với chị một hai ngày thôi. Em chán chị ghê á, đang còn trẻ mà cứ nhốt mình như một bà cô lỡ thì thế. Hai chị em ngồi hàn huyên với nhau một lúc lâu nữa thì Thảo về, mặc cho Hân giữ ở lại không được. Chỉ còn một mình trong căn nhà rộng lớn, Phương Hân thấy mình thật cô đơn. Đêm nay là đêm đầu tiên cô trở về tình trạng độc thân đúng nghĩa, sau một chuỗi ngày dài đằng đẵng sống không hạnh phúc bên Đạt. Chờ mình mãi vẫn không ngủ được, cô cứ lăn lộn qua lại như dán cá, thực sự thấy đêm sao mà dài xiết bao. Chợt có tiếng động ngoài cửa rất to khiến Hân giật mình giỏng tai nghe ngóng, lại thêm vài tiếng động lạ nữa. Bụng bảo dạ đêm hôm không nên ra ngoài, nhưng lý trí thôi thúc rục rã, làm cho đôi chân Hân vô thức tiến đến chỗ công tắc đèn bật lên và mở cửa. Khi cánh cửa vừa bật ra, thì ngay lập tức một bóng đen ập vào. Hân chưa kịp định thần thì đã thấy đôi mắt mình tối sầm và người cô rũ ra không biết gì nữa. Một đôi tay cứng như thép đỡ ngay lấy cô, đồng thời một tiếng nói vọng ra. Tắt đèn và đóng cửa lại, sau đó rút mau. Hân nhanh chóng được người kia bế thốc lên một chiếc xe hơi đang chờ sẵn ngoài cửa. Chỉ chờ có vậy chiếc xe lập tức lướt đi, ngôi nhà lại tối đen như cũ. Tất cả sự việc diễn ra chưa đầy 10 phút, xung quanh vẫn im ắng như tờ, chứng tỏ những gia đình xung quanh không hề biết gì. Chiếc xe Audi kia chạy khoảng 10 phút thì dừng lại tại một ngôi biệt thự. Tên đàn ông nọ mở cửa xe và bế Hân một mạch lên phòng riêng. Sau khi dặn dò bọn thuộc hạ, đặt cô nằm xuống nệm, hắn bắt đầu liếm mép đều giả nói. Sau bao ngày bày binh bố trận thì em cũng về tay anh. Giá em ngoan một chút thì anh đã không phải làm như thế này đâu. Tuy có hơi mất hướng tí, nhưng anh tin trước sau gì em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Rất nhiều cô gái muốn phục vụ anh mà không được. Còn em từ giờ sẽ đường hoàng trở thành phu nhân của tới cấu này. Chỉ cần em chiều anh thì em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em, kể cả hái sao trên trời. Nói xong hắn nhếch miệng cười khả ố, rồi cởi phăng bộ đồ đang mặc trên người ra. Nhìn khuôn ngực đầy đặn của Hân phập phồng theo nhịp thở, khiến ngọn lửa dục vọng trong hắn bùng cháy. Vì Hân chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ nên hắn dễ dàng lột tung cô ra chỉ trong vòng một nốt nhạc. Giờ đây bày ra trước mặt hắn là một tòa thiên nhiên đầy quyến rũ gọi mời. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, thân thể Hân như một tượng thần vệ nữ bằng xương bằng thịt, với ba vòng đầy đặn hút mắt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tới cấu đổ ập vào người Hân ngấu nghiến hôn hít. Hắn không nhớ bao nhiêu con đàn bà đã qua tay mình, song Hân là một cô gái đẹp nhất mà hắn từng thấy. Vì bị trúng lượng thuốc mê quá lớn nên Hân vẫn ngủ say mê mệt không biết gì, mặc cho thằng đàn ông khốn nạn đang giở những trò bẩn thỉu ra với cô. Đêm ấy tới đã vần vỏ cô chán chê không biết mệt, tất cả các kỹ năng làm tình đều được hắn phô diễn ra hết. Chỉ có điều hắn như một kẻ đi săn độc hành giày xéo con mồi, trong khi nạn nhân vẫn nhắm mắt nằm im bất động. Không cam tâm, hắn bắt đầu lấy điện thoại ra đặt chế độ quay tự động. Hắn nghĩ chỉ có làm cách này mới có thể khống chế được cô. Một người phụ nữ trọng danh tiết như Phương Hân thì không thể để cho bản thân mình hoen ố. Mỉm cười đắc thắng, tới cấu lại ngấu nghiến thân thể như hoa như ngọc ở bên dưới. Không biết Hân nằm như thế trong bao lâu, cho đến khi cô cảm nhận toàn thân đau ê ẩm và đầu óc nặng trịch mới mệt mỏi mở mắt ra. Điều đầu tiên cô nhận thấy là mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, sợ hãi khi thấy bản thân đang trong tình trạng không một mảnh vải. Hân hoảng hốt hét lên. Tôi đang ở đâu thế này? Ai, kẻ nào đã làm hại tôi? Có ai không cứu tôi với? Nhìn sang bên cạnh, tên đàn ông vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Hân giận dữ túm lên người hắn cào cấu. Tên tới lúc này mới tỉnh ngủ,
Nhìn thấy biểu cảm của Hân, hắn lao đến ôm chặt cô vào lòng nói. Bình tĩnh đi em yêu, là anh đây. Anh hứa từ nay sẽ chăm sóc em chu đáo. Em sẽ là của anh. Hãy quên cái thằng chồng tồi tệ đi. Giờ em sẽ là bà hoàng của tới cấu này. Anh yêu em lắm Hân ạ. Bốp bốp. Hai cái tát được Hân dồn hết sức và thẳng vào mặt tên đàn ông trước mặt. Mắt cô bắn vào mắt hắn, những tia lửa đầy giận dữ, cô gào lên. Đồ khốn nạn, anh đã làm gì tôi hả? Lũ các người đều khốn nạn như nhau. Anh đã dùng thủ đoạn bị ổi này để làm nhục tôi phải không? Dẫu có phải chết, tôi cũng không bao giờ chấp nhận anh. Tôi sẽ kiện anh về tội cưỡng hiếp và bắt giữ người trái pháp luật. Hãy chống mắt lên mà coi, tôi căm thù anh. Trời ơi, sao em ngây thơ vậy cưng? Em định kiện cho ai xem, ai tin em đây? Đừng nóng tính mà suy nghĩ mất khôn em ạ. Chỉ có anh mới đủ điều kiện đem lại sung sướng và hạnh phúc cho em thôi. Giờ em không cần làm gì cả, cũng bỏ luôn cái nghề bán cháo phổi ấy đi. Mấy đồng lương dạy học cỏm cõi đó có đủ tiền ăn sáng không? Anh chỉ cần phẩy tay một cái thì em muốn bao nhiêu cũng được. Nói xong hắn vớ lấy cái bóp ở đầu giường, rút ra một cọc tiền mệnh giá 500 ngàn mới cắm, đưa cho Hân nói. Em cầm tạm số tiền này mua sắm đi, thiếu nói anh sẽ đưa thêm. Để lát nữa anh vào thằng đệ, nó chở em vào Tràng Tiền Plaza. Thích gì em cứ mua thoải mái. Còn đây, em hãy giữ lấy cái thẻ bạch kim này, muốn mua gì tùy thích. Tiền tiêu không phải nghĩ, miễn em ngoan và chiều anh là được. Anh sẽ đưa em lên thiên đường. Phương Hân, em sẽ là cô tiên của anh. Hân cầm lấy sấp tiền, tức giận ném thẳng vào mặt tới quát lên. Đồ đều, tôi không thèm những đồng tiền bẩn thỉu của anh. Anh thật là đê hèn. Tôi không ngờ anh lại đốn mặt đến thế. Anh tưởng có tiền là mua được mọi thứ à? Nhầm rồi, mấy đồng tiền này chỉ mua được mấy cô gái bán hoa ngoài kia thôi. Còn tôi, anh đừng có mơ. Tôi vỗ tay đôm đốp hứng khởi nói. Hạng gái đó anh không thèm. Anh toàn chơi hàng sạch thôi. Phải người như em mới xứng với anh. Em tưởng con nào muốn lên giường với anh cũng được à? Còn khuya nhé. Ngày hôm đó Phương Hân không đến trường dạy học, cũng không thấy cô gọi điện báo cáo xin nghỉ. Lớp học của cô lúc đó ồn ào lắm. Vì không có cô chủ nhiệm nên mấy cô cậu học trò tha hồ đùa nghịch cứ như ong vỡ tổ. Lan giáo viên dạy lớp bên cạnh ngó sang không thấy Hân, mới ngoắc một cậu bé lại hỏi. Cô giáo chủ nhiệm lớp con đâu rồi? Dạ cô con chưa đến ạ. Sao giờ này vẫn chưa đến? Nói xong Lan đi về lớp mình, nghĩ có lẽ kẹt đường hoặc có việc gì đó nên Hân đến trễ. Nhưng đến 30 phút sau vẫn không thấy cô xuất hiện thì lấy làm lạ, cô gọi điện cho hiệu trưởng nói. Dạ báo cáo hiệu trưởng, lớp 1/5 không có giáo viên chủ nhiệm nên học sinh rất ồn, ảnh hưởng đến các lớp xung quanh ạ. Tiếng hiệu trưởng gay gắt hỏi. Thế cô Hân đi đâu mà để học sinh như vậy? Dạ em không biết, từ đầu giờ đến giờ vẫn chưa thấy chị ấy vào ạ. Được rồi, cô sang giữ trật tự lớp đó cho tôi sẽ giải quyết. Dạ, chào hiệu trưởng. Chị hiệu trưởng bấm số gọi cho Hân nhưng số máy thuê bao. Đây là chuyện hết sức lạ lùng chưa từng xảy ra với Hân. Cho dù có việc gì đột xuất thì cô ấy cũng rất kỷ luật và báo cáo xin phép đàng hoàng. Sao hôm nay lại như vậy nhỉ? Rốt cuộc Phương Hân đã có việc gì? Cô gọi cho hiệu phó chuyên môn để điều giáo viên dạy thay cho Phương Hân. Còn mình trực tiếp đi xuống lớp của Hân vãn hồi trật tự đám học trò nhỏ. Vừa đi ra cô liền rảo bước đến lớp của Thảo. Một người bạn thân thiết của Phương Hân hỏi. Thảo, hôm qua cô có gặp Phương Hân không? Dạ em có gặp hiệu trưởng. Tối qua em vừa từ nhà chị ấy về, có việc gì không ạ? Sáng nay Phương Hân không đến trường, tôi gọi điện thoại cũng không được. Liệu có vấn đề gì xảy ra không mà cô ấy lại nghỉ bất thường như vậy? Thảo chợt lo lắng nói. Có khi nào chị ấy bị trúng gió không hiệu trưởng? Tối qua em thấy thần sắc chị Hân không được tốt, nhà lại chỉ có một mình, em sợ. Nghe Thảo nói, chị Hòa hiệu trưởng bỗng thấy trong lòng bất an nói. Vậy để tôi nói bảo vệ đến nhà cô ấy thử coi sao. Được rồi, cô vào dạy tiếp đi. Chưa đầy nửa tiếng sau, bảo vệ về thông báo. Nói nhà Hân khóa cửa kín mít, chứng tỏ cô không có ở nhà. Một câu hỏi được đặt ra là cô đã đi đâu? Chiều hôm đó, tin Hân không đến lớp dạy học đã lan truyền ra khắp trường. Giờ ra chơi một nhóm giáo viên nhiều chuyện, lại túm năm tụm ba xì xào. Cô Lương dạy lớp 3/1 lên tiếng đầu tiên. Này, có khi hoa hậu bỏ đi tìm đại gia rồi cũng nên.
bỏ chồng rộng cẳng rồi, làm gì có ai quản nữa mà lo nhỉ? Một cô lại nói, trời, giờ chị mới biết thì muộn rồi, người ta đẹp người ta có quyền mà. Hay mai mốt chị em mình cũng dành tiền đi tân trang lại nhan sắc, xem có mồi chài được anh nào không nhỉ? Thôi, tôi chả ham, chồng mình xài, xấu đẹp gì cũng là của mình. Ham đại gia có ngày bị lĩnh nguyên ca xít, lúc đó mới té ngửa ra thì e hối cũng không kịp đâu. Ở yên cho nó lành. Vậy là chuyện của cô giáo Hân cứ mỗi người một câu, tam sao thất bản, chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Ai bảo môi trường sư phạm là không có thị phi? Bình thường thì không sao, nhưng hễ thấy nhà nào có chuyện là y như rằng đội ngũ chim cú lại bu vào nhau tám chuyện. Đúng là cái tật hóng chuyện của đàn bà, chẳng bao giờ bỏ được cho dù là ở đâu, chỉ khổ cho những nạn nhân của họ. Trong khi ấy, tại ngôi biệt thự của Tới Cống, Hân đang bị nhốt ở một gian phòng kín. Bên ngoài có một thằng đứng canh nên cô có mọc cánh cũng chẳng tài nào thoát ra được. Điện thoại thì đã bị Tới Cấu tịch thu rồi. Phương Hân như phát điên, cô cứ liên tục đập vào cửa và hét lên. Thả tôi ra ngay, các người có biết như vậy là vi phạm pháp luật không? Tôi sẽ kiện các người, mở cửa ra đi. Tên đàn ông nói vọng vào trong, giọng lạnh lùng. Chị im đi được không? Anh Tới chỉ muốn tốt cho chị, nên bọn em cũng làm theo lệnh thôi. Chị càng gào càng mất sức đấy, nghỉ ngơi đi. Lát anh Tới sẽ đến. Chị muốn được đối xử tử tế thì đừng có làm liều. Đại ca em thật lòng yêu thương chị. Chị hãy đồng ý làm vợ anh ấy đi. Đừng có hỏng. Tôi không bao giờ làm vợ một tên xã hội đen như hắn đâu. Các người đều là một lũ đều giả khốn nạn. Tại sao lại giở trò bẩn thỉu này ra với tôi chứ? Tôi căm thù các người. Từ lúc đó mặc cho cô kêu gào thì tên gác cửa cũng không thèm nói thêm một câu nào nữa. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng, Tới mới đi lên lầu, hắn hất mặt ra hiệu cho tên đàn em rời đi, rồi mở cửa lách người vào. Vừa thấy hắn, Phương Hân lao ngay đến cào cấu khắp người, miệng không ngừng rủa xả. Anh mau thả tôi ra, đừng mong chiếm được tôi. Cho dù tôi có phải chết cũng không bao giờ chấp nhận anh đâu, mở cửa ra. Tới cấu lúc này không còn mềm mỏng như trước nữa, mà ngước đôi mắt diều hâu lên nhìn xoáy vào mặt cô gằn từng chữ. Em tưởng ra khỏi nơi này mà dễ à? Không đơn giản như vậy đâu. Em chỉ có một lựa chọn duy nhất là ngoan ngoãn ở đây làm vợ tôi. Còn không thì hậu quả như thế nào, tự em gánh lấy. Anh là đồ khốn nạn, sao lại làm như thế với tôi chứ? Tôi không thể bị giam lỏng thế này, giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa. Tôi không cho em chết đâu, một khi Tới Cấu này đã muốn cái gì, thì sẽ có cho bằng được. Em chính là thứ mà tôi muốn. Bây giờ em không thích ở lại đây, muốn về phải không? Vậy tôi sẽ cho em xem thứ này trước khi em quyết định. Nói xong, hắn nhàn nhạt nhếch môi lấy ra chiếc điện thoại rồi mở album. Ngón tay nhanh thoăn thoắt ấn vào mục video. Một đoạn clip liền hiện ra. Trên màn hình là đôi nam nữ trong trang phục Adam và Eva đang làm tình với đủ tư thế. Nhìn vào đó, cô không thể tin được vào mắt mình. Phương Hân định giật lấy chiếc điện thoại, nhưng Tới Cấu đã nhanh hơn. Hắn nắm lấy tay cô bóp mạnh nói. Em nghĩ tôi đơn giản thế à? Đụng vào thằng Tới này đâu có dễ. Hẳn em đã nhìn thấy người trong hình là ai rồi phải không? Chỉ cần em không nghe lời tôi thì những đoạn clip sách này sẽ bị phát tán trên mạng ngay và nó sẽ được đăng trực tiếp lên trang web của trường em. Lúc đó hình ảnh về cô giáo Phương Hân sẽ tràn ngập mạng xã hội. Sẽ hay ho lắm đây, em có dám đánh đổi danh dự của mình để lấy sự tự do không? Đồ khốn nạn, anh là một thằng tồi, tôi căm thù anh. Bình tĩnh đi em yêu, chuyện đâu còn có đó. Em chỉ việc ngoan ngoãn, như một con mèo nhung bé nhỏ yên phận bên cạnh anh, thì mọi thứ chỉ như muỗi thôi. Còn em, mà gân lên thì hậu quả thế nào anh không đảm bảo được đâu. Đồ đều, ai cho anh làm trò đổi bại này đối với tôi? Đúng rồi, chính anh đã cho người chủ thuốc mê và bắt cóc tôi. Tôi sẽ kiện các người. Con người anh thật bỉ ổi, vậy mà còn mở mồm nói yêu tôi. Nghe buồn nôn quá, điện thoại của tôi đâu, trả lại đây. Bình tĩnh nào. Anh nghĩ em đủ thông minh để biết mình cần làm gì phải không? Anh nói nghiêm túc đấy. Với anh, một khi đã thích thì bất kể giá nào cũng phải có cho bằng được. Nhưng nếu đã bất cần thì anh sẵn sàng di nó dưới chân, kể cả nó quý giá cỡ nào đi nữa. Anh đã chấp nhận để bản thân làm nhân vật chính trong đoạn video được cả thế giới biết đến. Thì cho dù là diễn viên đóng phim cấp 3 cũng đáng nhỉ. Phương Hân không thể ngờ rằng cô lại bị rơi vào tình cảnh oái oăm này. Cô đã cố tránh,
nhưng vẫn không thoát được bọn bẩn thỉu vô pháp luật ấy. Cô biết hắn không giỡn chơi, nếu cô bước chân ra khỏi đây, đồng nghĩa sẽ mất tất cả, và những hình ảnh nhạy cảm đó sẽ tràn ngập trên các trang mạng. Phương Hân sẽ bị cả thế giới phỉ nhổ, ô danh của cô biết bao giờ mới rửa sạch đây. Cơ hội được đứng trên bục giảng tiếp tục truyền dạy những kiến thức của mình cho học sinh cũng sẽ bị khép lại. Tất cả các cánh cửa đã đóng sầm trước mắt ngay từ giây phút cô nhìn thấy những đoạn clip này. Tới cấu quá mưu mô, hắn thật là bỉ ổi vì đã đánh vào đúng điểm yếu của cô. Chính hắn đã chặn hết mọi ngả đường, dồn cô vào chân tường, khiến cô không còn đường lui. Thấy ván cờ mình giăng ra có vẻ đã hiệu nghiệm và con mồi bắt đầu nằm im chịu trận, tới cấu liền mở cửa ra và lạnh nhạt nói: "Tôi cũng đã nói hết rồi, cũng phân tích thiệt hơn cho em nghe. Giờ tôi không giữ nữa, tùy em thôi. Nếu thích thì em có thể đi, coi như chúng ta không có duyên. Mọi cố gắng của tôi coi như công cốc. Em đi đi." Nhưng Phương Hân vẫn ôm mặt khóc. Cô thấy mình thật ngu dốt. Bản thân đã dính bùn rồi thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn bạn ai nữa chứ. Cô hận mình chủ quan không sáng suốt, để lường trước mọi việc, hận tên đàn ông đốn mặt trước mặt, giận mình yếu đuối chẳng làm gì được hắn. Tại sao vậy? Tại sao mọi thứ tồi tệ cứ thi nhau phủ xuống đầu cô? Cô làm gì nên tội? Có hại ai bao giờ đâu mà trời lại chút giông tố vùi dập cô không tiếc tay vậy chứ? Tới cấu đi đến bên ôm chặt lấy cô vỗ về an ủi. Phương Hân đẩy mạnh hắn ta ra, nhưng một thân liễu yếu đào tơ của cô thì địch sao nổi với một tên giang hồ xã hội. Tức giận, Hân cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào tay hắn không buông. Cánh tay tới cấu vì thế mà bật máu. Song hắn không tức giận, từ từ buông cô ra rồi khinh khỉnh nói: "Em không đi phải không? Vậy là em đã quyết định rồi nhé. Tôi tôn trọng quyết định này. Giờ em nằm nghỉ đi, tạm thời không nên dùng điện thoại." "Đồ khốn nạn nhà anh, tôi nguyền rủa tranh chết sớm đi. Anh đã chặt hết cánh tay của tôi, không cho tôi liên lạc với bất kỳ ai, cũng không cho tôi đi làm, thì thà anh giết tôi đi còn hơn. Nếu anh không giết tôi thì sớm muộn tôi cũng sẽ tìm cách giết chết anh đấy." Tới nghe Hân nói vậy thì phá lên cười đều giả nói: "Hay lắm, tôi đợi em, chỉ sợ em không có đủ can đảm để làm điều ấy thôi. Tôi rất vui vì chúng ta đã có những giây phút ân ái mặn nồng, và biết đâu một mầm sống lại đang hình thành trong em. Đời này nhiều bất ngờ lắm. Kiếp này anh nguyện sẽ là chồng em, và nếu có kiếp sau, chúng ta cũng sẽ là vợ chồng. Vậy nên nếu em có gan giết được tôi thì tôi sẵn sàng. Hai chúng ta cùng nhau xuống suối vàng nhé. Còn giờ em hãy ở yên đấy cho tôi, lát sẽ có người mang cơm lên cho em. Bye." Nói xong hắn đi ra chốt cửa lại. Tên đàn em đã chờ sẵn ngoài đó. Tới cấu hất hàm nói: "Cảnh gác cho cẩn thận, nếu để quấy trốn thoát thì mày biết hậu quả thế nào rồi đó." "Dạ đại ca yên tâm, chị dâu ở đây cứ sao lại cho em." Rồi hắn đi một mạch xuống lầu móc điện thoại ra. Tới cấu gọi cho thuộc hạ: "Theo dõi và nghe ngóng tin tức của Phương Hân cho tao. Cài cắm người ở trường cô ấy. Có tin gì mới nhớ báo về ngay nghe chưa?" "Dạ đại ca." Chiều hôm đó khi Cảnh Kỳ đến đón con, thấy Quốc Cường ỉu xìu đi ra một mình, anh tiến lại hỏi: "Cô giáo đâu rồi con?" Cậu bé liền rơm rớm nước mắt nói: "Cô giáo bỏ đi rồi bố ơi. Hôm nay cô không đến dạy nữa. Lớp con có cô giáo khác rồi." Một chút buồn len nhẹ vào tim khiến Cảnh Kỳ bất giác thấy hẫng đi một nhịp. Anh nắm lấy tay con trai an ủi, giống như an ủi chính mình vậy: "Ngoan đi con trai, chắc nay cô bận, mai cô sẽ quay lại dạy con thôi. Con muốn về nhà cô giáo, bố chở con đến nhà tìm cô đi. Hay cô bị ốm hả bố?" "Được rồi, bố con mình đến nhà cô nào." Cảnh Kỳ vừa định mở cửa xe cho con trai thì một cô gái bước đến. Nhìn thấy anh, cô nhẹn miệng cười nói: "Chào anh muốn hỏi Phương Hân phải không? Chẳng biết cô ấy đi đâu từ đêm qua mà nhà cửa khóa hết. Trường sáng nay cũng cho người tới nhà mà không tìm được. Điện thoại cũng tắt luôn anh ạ." "Vậy ư, cảm ơn cô giáo nhé." Cô này ra vẻ bí hiểm nói: "Em còn nghe nói hình như chị Hân có bạn mới thì phải. Biết đâu hai người đưa nhau đi du lịch rồi cũng nên. Nhưng nói gì thì nói, có đi thì cũng phải điện xin nghỉ một tiếng chứ. Đằng này thảo nào mấy hôm nay em toàn thấy có chiếc Audi đậu ngoài cổng chờ chị ấy." Cảnh Kỳ không nghe thêm nữa.
Anh chỉ gật nhẹ đầu chào cô giáo nọ rồi lên xe rời đi. Cô này thấy vậy thì nhìn theo với một ánh mắt đầy ẩn ý nghĩ bụng. Cầu cho chị ta biến mất vĩnh viễn, không xuất hiện nữa thì càng tốt. Mà chàng soái ca đại gia này cũng điên, thiếu gì người mà cứ phải đâm đầu vào chị ta mới được chứ. Gái hai lửa thì cũng như cơm rang, báu bở gì đâu mà bập vào. Mình tin sớm muộn gì cũng chinh phục được anh ấy, chỉ cần con mụ Hân không hiện diện mà thôi. Đàn ông đúng là mù màu. Khi cô ta dắt chiếc xe SH1 của mình ra thì gặp ngay một thanh niên bám theo. Anh ta cứ kè kè bên cạnh khiến cô cảm thấy hơi phiền. Hất mặt lên tỏ thái độ kiêu kỳ, nghĩ chắc lại thêm một vệ tinh chồng cây si mình đây. Nên cô càng làm bộ phớt tỉnh. Đến một ngã tư, cô nàng nghiêng người điệu đàng rẽ vào con đường khác. Nhưng tên đàn ông đó vẫn không buông, đi sát vào cô. Anh ta nói: "Chào người đẹp, anh có thể mời em đi uống nước được không?" "Xin lỗi anh, tôi không rảnh." "Anh biết, anh không làm tốn thời gian của em đâu. Chỉ xin em 30 phút thôi. Hy vọng sẽ có tin tốt cho em đấy. Em có muốn nghe không?" Bản tính tò mò trỗi dậy, nhưng cô cảnh giác nói: "Có gì anh nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu." "Em có muốn biết tin về cô giáo Phương Hân không?" "Phương Hân, chị ấy đang ở đâu, anh biết không?" "Chuyện dài lắm, không thể nói vài ba câu mà hết được. Ta vào quán cà phê trước mặt nhé. Yên tâm, anh không bắt cóc em đâu mà sợ. Vào đó biết đâu anh có thể giúp gì cho em chăng?" Chết tiệt, tên này đúng là biết cô đang nghĩ gì. Thấy trời vẫn còn sớm, cô liền gật đầu theo chân hắn vào quán cà phê trước mặt. Sau khi gọi nước, tên này cũng chẳng khách sáo gì mà vào thẳng vấn đề luôn: "Phương Hân chuẩn bị làm vợ của sếp tôi, và tới đây cô ấy không đi dạy nữa." Bàng hoàng sửng sốt, Tố Uyên, tên cô giáo kia hỏi lại: "Anh nói gì, Phương Hân chuẩn bị lấy sếp anh à? Sao chúng tôi không nghe thấy gì cả nhỉ? Mà sếp anh là ai mới được cơ chứ? Tôi có nên tin lời anh nói không đây?" "Tùy cô thôi, nhưng để tôi cho cô xem mấy thứ này." Nói xong hắn ta mở album ảnh và chìa ra cho Tố Uyên xem. Trên màn hình hiện ra hình ảnh Phương Hân đang hôn nhau với một người đàn ông khác. Nhìn góc chụp nghiêng chỉ thấy mặt Hân, còn người kia thì cô không nhìn rõ. Nhưng rõ ràng đó không phải là cảnh kỳ. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Phương Hân, cô ngẫm nghĩ: "Thế này mà kêu là đoan trang à? Đang phê bỏ mẹ ra mà cứ làm ra vẻ thanh cao lắm. Tôi ỉa vào cái bộ mặt đạo đức giả của chị." Uyên bất giác thở phào một cái. Bất kể Phương Hân yêu ai, miễn không phải cảnh kỳ của cô là được. Và thêm vài tấm ảnh được chụp một ngôi biệt thự sang chảnh, chứng tỏ anh ta không hề nói dối. Cô bặm môi lại suy nghĩ: "Sao cái gì tốt đẹp cũng dành cho chị ta vậy? Hết đại gia này đến đại gia khác chăm sóc săn đón. Còn cô dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ có một hai tên giáo viên quèn trong trường tán tỉnh mà thôi." Bất giác Uyên nhìn xuống thân mình. Cô cũng ngon lành cành đào, dáng dấp không phải hạng người mẫu, nhưng cũng đốt mắt người nhìn. Lại chưa qua lửa nào, ấy thế mà vẫn cứ ế như thường. Đã vậy cô sẽ thu thập càng nhiều hình ảnh nhạy cảm của Phương Hân càng tốt. Cô sẽ thổi bùng lên ngọn lửa, khiến cho hình ảnh của Hân trở nên xấu xí tầm thường, chứ không còn lung linh như nhiều người vẫn thấy. Để rồi xem. Tố Uyên mỉm cười nói: "Anh có thể chuyển cho tôi những bức ảnh này được không?" Tên kia nhẩn nha nói: "Được thôi, nhưng tôi sẽ được gì trong việc này nhỉ?" "Anh thích gì tôi sẽ làm cho anh, như vậy là quá hời rồi còn gì." "Cô có quen vị đại gia này không?" Vừa hỏi, tên kia vừa bấm đến một bức ảnh rồi chìa ra trước mặt Uyên. Cô chết sững khi nhìn vào hình ảnh soái ca ấy, đôi mắt chợt cau lại nghĩ bụng. Chẳng cần biết gã này là ai, nhưng hiện tại là người cùng chung một xuồng với mình. Người ta thường nói kẻ thù của kẻ thù là bạn đó sao, vậy thì mình phải chớp thời cơ bắt tay với anh ta mới được. Trong bụng thì thích bỏ mẹ ra, song ngoài mặt cô nàng vẫn tỏ ra bất cần, liền thủ thẳng đáp: "Quen chứ, anh muốn gửi thông điệp tới anh ta à? Công nhận sếp anh thâm thật, nhưng như vậy thì sếp anh được rất nhiều. Còn tôi thì thiệt đơn thiệt kép vì tự nhiên biến mình thành tay sai cho các anh. Thôi, việc này tôi không nhận đâu." "Hạ màn đi cô em. Tôi thừa biết cô đang tâm tia anh chàng đại gia kia. Chẳng phải cô đang nóng lòng muốn loại bỏ kẻ ngáng đường hay sao? Nếu giúp đại gia tôi, đồng nghĩa cô cũng loại bỏ cái gai trong mắt. Thật là nhất cử lưỡng tiện phải không nào? Một mũi tên bắn trúng hai mục đích, tuyệt quá còn gì." Uyên vẫn làm bộ không quan tâm, hở hững nói: "Một khi tôi muốn tiếp cận anh ta thì bản thân cứ độc lập tác chiến, cần gì phải dấn thân vào việc này.
vừa nguy hiểm lại ảnh hưởng đến thanh danh. Nếu chẳng may kế hoạch bại lộ, nghe nói sếp anh cũng là một nhân vật cộm cán và Phương Hân đang ở trong tay anh ta đúng không? Thế thì chỉ cần tấn công người đẹp thật mạnh, lo gì không đổ. Đã là sếp thì cũng đứng trên nhiều người, cái đầu dứt khoát hơn hẳn tôi và anh. Cần gì một đứa tép siêu như tôi cho vướng cẳng. Hai bên chúng ta, mỗi bên đánh một hướng, thì kiểu gì bên kia trả bại. Tên đàn ông trước mặt liền mỉm cười và đưa tay lên vỗ mấy cái, đoạn nhếch miệng nói: cô thông minh lắm, không hổ danh là một cô giáo nhỉ. Nhưng cô chỉ nghĩ được cái trước mắt mà không tính đến phương án lâu dài. Đại ca tôi muốn làm việc gì cũng phải chắc thắng 100% mới ok. Huống hồ tên đại gia kia đầu cũng đầy sỏi. Cô nghĩ anh ta đồng ý yêu cô chỉ vì sự nhiệt tình thôi ư? Cô nhầm. Nói cô đừng buồn, một người ngồi trên đống tiền như hắn hẳn là có rất nhiều mỹ nữ vây quanh, cô lấy gì mà so với họ. Chỉ cần một mình Phương Hân thôi cũng đủ chấp 10 người như cô. Vậy nên cô làm gì có cửa? Cô thử nhìn lại mình xem, chỉ là một cô giáo viên quèn với đồng lương còm cõi chết đói. Nhan sắc thì chỉ bằng gót chân của Phương Hân, mà dám tự tin cưa đổ anh ta thì cơ mà nằm mơ giữa ban ngày, quên cái mùa xuân ấy đi. Câu nói của tên kia khác nào một cái tát chí mạng giáng thẳng vào mặt Uyên. Mặc dù rất tức giận, nhưng những lời anh ta nói đúng quá mà. Máu sĩ diện nổi lên, cô ta hất mạnh mái tóc một cái nói: được rồi, anh khỏi cần nói nữa. Tôi đồng ý bắt tay với các anh. Nói đi, sếp anh muốn tôi phải làm gì? À mà tôi có một điều kiện được không? Nói đi, nếu cảm thấy điều kiện cô đưa ra hợp lý thì sếp tôi sẽ giúp cô. Tôi muốn sếp anh giúp tôi một tay trong việc chinh phục chàng soái ca ấy. Làm cách nào tôi không biết, nhưng tôi phải có được anh ta. Tôi đã đồng ý giúp các người thì các người cũng nên có đi có lại, như vậy mới phải nhỉ? Coi như đôi bên cùng có lợi. Giờ thì anh nói đi, tôi cần phải làm gì? Cô ghê gớm hơn tôi tưởng nhiều, nhưng không sao, tôi sẽ về nói lại với sếp vì lời đề nghị này. Dĩ nhiên một khi cô giáo Hân đã là vợ đại ca tôi thì anh ấy cũng không hề muốn có một thằng nào sớ sớ hay nhòm ngó gì đến vợ mình cả. Điều tôi muốn cô làm là hãy gửi cho hắn ta thông điệp rằng Hân đã là bông hoa có chủ và hắn đừng mong tán tỉnh cô ấy nữa. Uyên cong môi lên nói: chỉ bằng mấy bức ảnh này thôi à? Tôi e những thứ đó không đủ làm cho anh ta tin và rút lui đâu. Có chiêu gì nặng đô hơn không? Tên đàn ông kia nhìn Uyên dò xét một hồi rồi nói: dĩ nhiên là tôi phải có rồi. Nhưng trước khi cô bắt tay vào thực hiện kế hoạch, tôi muốn chúng ta phải có một bản hợp đồng giao kèo đàng hoàng đã. Trời ơi, mấy cái việc đời tư này có cần phải làm quá lên vậy không? Anh cứ làm như hợp đồng kinh tế không bằng. Tôi lấy tư cách của một nhà giáo ra thề với anh được chưa? Nhưng gã thanh niên vẫn lạnh lùng đáp: không được, sếp tôi là người làm ăn lớn nên mọi việc cần phải được khẳng định chắc chắn. Chỉ bằng mấy câu cửa miệng của cô mà tin thì sếp tôi khác nào là một đứa học sinh lớp 5, và ngộ nhỡ cô chưa qua cầu đã rút ván hay lật kèo thì làm sao? Vì vậy để tốt cho cả hai bên thì ta cứ nên cẩn thận một chút. Cái này cũng đơn giản thôi mà. Hợp đồng bên tôi đã chuẩn bị, cô chỉ cần điền tên và ký vào là xong, mỗi bên giữ một bản, ok? Uyên tái mặt, không ngờ bọn họ đã theo dõi cô từ lâu và cô chính là lựa chọn, là cái đích mà họ nhắm đến. Cầm trên tay bản hợp đồng mà gã kia đưa cho, cô bắt đầu cắm cúi đọc. Quả thực bên đó rất khôn, họ đã ràng buộc theo kiểu nếu cô quay xe thì những gì mà cô làm chính là bằng chứng để chúng trưng ra nhằm buộc tội cô bất cứ lúc nào. Ngẫm đi ngẫm lại thấy chung quy cũng chẳng có gì ghê gớm, cùng lắm sự việc mà đổ bể thì những kẻ quay lại đoạn clip kia mới vi phạm pháp luật, chứ cô dính líu thì cũng chỉ là lỗi vô ý và chỉ cần giải trình sơ sơ với lý do chính đáng thì cùng lắm chỉ bị nhắc nhở mà thôi. Kể cả những đoạn video kia có bị phát tán thì cũng chẳng phải do cô. Vậy là Tố Uyên gật đầu. Cô chỉ cần cho Cảnh Kỳ biết sự thật là được, còn mọi việc cô vô can. Nghĩ vậy Uyên không chút ngần ngại, liền mạnh bạo ký xoẹt một cái vào giấy. Ngồi đối diện gã kia mỉm cười hài lòng, bút đã xa, gã cũng chết, đưa cho cô giữ một bản, còn một bản gã cất ngay vào cốp xe rồi mới chìa điện thoại ra cho cô xem một đoạn video clip. Nhìn vào đó Uyên cũng phải đứng hình chết sững vì nó quá rõ nét. Nhưng khi quan sát kỹ, cô ta mới nhận ra hình như có gì đó sai sai ở đây.
Rõ ràng Phương Hân không hề tương tác, mà chỉ có một mình người đàn ông kia vần vò cô. Trong khi làm tình, mắt Phương Hân luôn nhắm nghiền, không phải đang hưng phấn mà kiểu như bị chuốc thuốc mê thì phải. Đúng rồi, Uyên hiểu có điều gì khuất tất đã xảy ra. Nhưng kệ, mặc cho chị ta bị làm sao thì đoạn phim này cũng cực kỳ hữu dụng đối với cô. Nó sẽ khiến nữ chính trong clip này một bước xuống địa ngục. Hay ho rồi nhé, cô không tin Cảnh Kỳ sẽ làm ngơ khi nhìn thấy thước phim này. Một kế hoạch manh nha đã bắt đầu được cô ta vạch ra cụ thể đến từng chi tiết. Gã kia lại nhẩn nha nói, tôi sẽ chuyển đoạn phim này cho cô, nhưng cô phải đảm bảo rằng nó không được phát tán lên mạng. Làm cách nào cho thằng đại gia kia bỏ cuộc là được. Cái này không khó đúng không? Nhắc lại cho cô nhớ, đoạn clip sách này chỉ lưu hành nội bộ, cô xem thì được nhưng không được chia sẻ. Chỉ cần đoạn clip này bị phát tán thì cô tin không? Chính đại ca tôi sẽ là người trực tiếp hỏi thăm và giao cô cho công an đấy. Lúc đó thì không chỉ mình Phương Hân mà cô cũng sẽ tiêu tan sự nghiệp vì tội bôi nhọ và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy. Điều này có trong hợp đồng mà nhỉ? Uyên nói cứng, anh không cần phải nói những câu thừa thãi đó ra làm gì. Tôi ý thức được việc này nên anh yên tâm đi. Ngay sau câu nói của cô thì tên kia bảo cô đọc số điện thoại. Chỉ 5 phút sau đã có tiếng tinh tinh vang lên. Vậy là hắn đã chia sẻ thành công cho cô đoạn clip và một loạt hình ảnh nhạy cảm của Phương Hân. Việc giao dịch đến đây cũng hoàn tất, cả hai chia tay nhau nhanh chóng. Tố Uyên cực kỳ phấn khích khi sắp chơi xấu được đồng nghiệp. Chỉ cần đoạn video và những ảnh nóng của Hân bị lộ ra thì cô tin chẳng thằng đàn ông nào có thể làm ngơ được. Một nụ cười tinh quái nở trên môi cô ta, lòng Uyên rộn lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Cô ta lẩm bẩm, lần này thì chị chết với tôi rồi Hân ạ. Đừng tưởng mình có thể ngoi lên đầu người khác ngồi mà vênh nha. Tôi tin chỉ mấy ngày nữa thôi, Cảnh Kỳ sẽ coi chị như một con điếm và sẵn sàng gạt chị ra khỏi đầu. Anh ấy sẽ là của tôi, nhất định là như vậy. Tại nhà Cảnh Kỳ, hôm nay đúng ra là ngày dạy thêm của Phương Hân nhưng cô vắng mặt. Tự nhiên anh thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, chị Hồng cũng hỏi ngay. Hôm nay cô Hân không đến hả cậu? Cô ấy bận chị ạ. Quốc Cường nghe nhắc đến cô giáo thì mặt buồn xao nói. Không biết ngày mai cô giáo con có đi dạy không bố? Cô đi đâu mà lâu vậy bố? Chắc cô có việc nên mới nghỉ dạy con ạ. Mong là cô sẽ sớm trở lại dạy các con. Bố gọi điện cho cô giáo đi bố. Con muốn nói chuyện với cô, con nhớ cô giáo lắm. Một nỗi buồn man mác khó gọi tên len nhẹ trong đầu. Cảnh Kỳ chợt thấy bất an khi nghĩ đến Phương Hân. Gạt đi nỗi lo lắng trong lòng, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhưng trả lời anh chỉ là tiếng báo hiệu thuê bao của tổng đài. Rốt cuộc Phương Hân đã đi đâu? Có việc gì xảy ra với cô vậy? Tại sao cô lại phải tắt máy trong nhiều giờ như thế? Cảnh Kỳ chỉ tiếc rằng mối quan hệ của anh với cô mới dừng lại ở mức giáo viên và phụ huynh thôi, nên anh có muốn quan tâm nhiều hơn đến cô cũng khó. Cả đêm hôm ấy, Cảnh Kỳ không thể ngủ được. Hình ảnh Phương Hân cứ ngập tràn trong tâm trí anh. Mãi đến gần sáng, anh mới chợp mắt được một tí. Sáng ra, người đau ê ẩm và mệt mỏi rã rời. Chị Hồng phải gọi cửa anh mới dậy. Nhoáng nhoáng đưa con đi học rồi vào công ty. Vì tâm trạng không được tốt nên mặt anh cứ lạnh như tiền, khiến cho mấy nhân viên nữ trong công ty chỉ biết lẻ lưỡi nhìn nhau. Khi anh vừa khuất bóng trong phòng thì bên ngoài mấy cô gái độc thân bắt đầu dỉ tai nhau. Sếp hôm nay có việc gì mà mặt mũi cứ như tảng băng thế nhỉ, nòm khiếp quá. Công nhận từ ngày vợ sếp bỏ đi đến giờ tính sếp lạnh lùng hẳn. Em nào mà phá được tảng băng ấy đi thì cứ gọi là bà Hoàng nhé. Thúy Hiền ngúng nguẩy nói, đợi đấy, thư ký xinh đẹp thế kia mà sếp còn chẳng thèm ngó nhòm thì bọn mình là cái quái gì? Thôi, lo mà làm việc đi, không sếp đang khó ở thế này mà ra kiểm tra đột xuất thì chỉ có mà toi mạng, ăn quả trừ lương là cái chắc. Bên trong, thư ký Nhật Lệ đã pha sẵn một ly cà phê đặc biệt để trước mặt. Thấy sếp vẫn ngồi ghế nhắm nghiền mắt thì cô nhẹ nhàng đi đến nói, anh mệt à? Để em tẩm quất cho anh một lúc nhé. Nói rồi không đợi Cảnh Kỳ lên tiếng, cô đã tiến lại phía sau lưng và đưa đôi tay mềm mại mát xa cho anh một cách thành thục. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà hai gò núi đôi của Nhật Lệ cọ hẳn vào lưng Cảnh Kỳ,
Thi thoảng cô còn đưa đi đưa lại, tạo cảm giác mát xa cực lớn, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào gặp cảnh này cũng khó mà bước qua. Cô đang bấm bấm, day day mấy huyệt đạo ở gáy, thì Cảnh Kỳ bỗng dưng mở bừng mắt, nắm lấy tay cô bóp chặt, miệng anh nhếch lên buông một câu lạnh lùng. Cô làm gì vậy? Nhật Lệ thoáng nhăn mặt, song miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi nói. Em thấy anh không được khỏe nên muốn mát xa cho anh một chút để thư giãn ấy mà. Anh đừng ngại gì cả. Tôi không quen. Từ sau khi chưa được sự cho phép của tôi thì xin đừng đụng chạm. Thôi, cô làm việc đi. Nói xong anh buông tay cô ra rồi xốc lại cổ áo. Trên cổ tay Nhật Lệ đã hẳn lên một vòng tròn bầm đỏ, chứng tỏ vừa rồi anh đã bóp rất mạnh. Nhật Lệ thất vọng cúi gằm mặt rồi đi về phía bàn của mình. Cô làm thư ký cho anh đã 2 năm, nhưng anh chưa một lần ngó nhòm và quan tâm đến cô. Chưa bao giờ dành cho cô chút tình cảm nào, cho dù chỉ là một ánh nhìn thân thiết. Nhật Lệ là một cô gái năng động và đầy tham vọng. Cô không cam tâm, mặc dù rất ấm ức trong lòng, nhưng cô vẫn phải nín nhịn để đạt được mục đích. Cô không tin một người vừa trẻ trung lại xinh đẹp như cô mà không chinh phục được người đàn ông băng lãnh này. Liếc thấy ly cà phê vẫn đang để trên bàn, một lần nữa Nhật Lệ lại lên tiếng. Cảnh Kỳ, anh uống cà phê đi, không nguội hết bây giờ. Uống vào lát sau anh sẽ thấy tỉnh táo ngay đấy. Đây là loại cà phê đặc biệt, em mua riêng để pha cho anh mà. Chẳng ngờ chút thịnh tình của cô không những làm cho Cảnh Kỳ cảm động mà còn bị anh phang ngay một câu. Cảm phiền cô mang nó đi chỗ khác dùng tôi. Từ sau cô cũng không cần phải nhọc lòng như vậy đâu. Tôi không quen, cảm ơn cô. Kìa anh, chỉ là em muốn quan tâm đến anh thôi mà. Sao anh lại nặng lời với em vậy? Cô nói xem hôm nay có cuộc họp hay gặp mặt đối tác nào không? Có văn bản nào cần trình ký thì đưa đây cho tôi. Nhật Lệ ỉu xìu nét mặt nói. Dạ, hôm nay có 2 đối tác muốn đến đặt vấn đề vay vốn cho dự án của họ ạ. Còn văn bản em đã để trước mặt, anh xem rồi ký giúp em. Được rồi, đó là 2 công ty nào? Dạ là công ty Bách Khoa, công ty nữa là Hường Đông, đều nằm trong lĩnh vực địa ốc ạ. Hẹn với bên Bách Khoa 8:30 tôi sẽ tiếp họ, còn bên Hường Đông 9:00 nhé. Nhật Lệ dạ một tiếng rồi ôm hồ sơ đi ra. Ngó thấy mấy cô gái đang tám chuyện thì cau mày khó chịu nói. Các cô hết việc để làm rồi à? Cẩn thận xếp ra bây giờ thì coi chừng bị trừ lương đó nghe. Dạ đâu có gì chị, bọn em chỉ trêu nhau mấy câu cho vui thôi. Đúng là nhiều chuyện, 3 người đàn bà cộng thêm mấy con vịt là thành cái chợ. Tôi chẳng hiểu các cô đi làm hay là đi buôn nữa. Nói xong cô nện gót giày bước đi. Sẵn cơn bực bội trong lòng nên Nhật Lệ lên giọng chỉnh ngay mấy cô kia cho bõ tức. Tiếng gót giày nặng nhọc vang lên, đủ thấy cô không hề thoải mái chút nào. Đợi cho cô bước vào thang máy, mấy cô kia lại túm tụm vào nhau nói. Cái con mụ Nhật Lệ này, cậy mình là thư ký nên tinh tướng lên mặt đây mà. Ai chả biết nó đang mồi chài sếp, nhưng đó là một chuyện, còn sếp có thích hay không lại là chuyện khác nhỉ. Ngọc nghe vậy thì nói ngay. Úi, cái bà ấy cứ nghĩ không ai xinh đẹp bằng mình. Lại thấy sếp tổng đang sở hữu khối tài sản khủng như vậy thì nổi lòng tham chứ sao. Sếp mình mà không tỉnh kiểu gì chả bị ả ta đưa vào chồng. Người đâu mà thấy trai đẹp thì mắt cứ lúng la lung liếng ra. Hương nhân viên tư vấn khách hàng cũng xen vào. Gớm, lúc nào cũng chảnh chọe kênh kiệu lắm cơ. May là sếp mình chưa đồng ý ả ta đó. Nếu sếp mà bị vướng vào lưới tình của cô ả thì chị em mình chưa chắc đã được ngồi ở đây đâu. Không chừng bị ả ta đạp cho bay luôn rồi. Ở cái công ty này, ai chả biết Nhật Lệ có bố cũng là một giám đốc bên công ty may mặc. Nhưng cô nàng không thích đầu quân cho bên ấy và cứ một mực xin vào đây. Ngày đầu cũng chầy chật lắm mới được nhận. Được cái cô ta cũng có chút năng lực và nhan sắc, cộng với cái mỏ dẻo như kẹo kéo. Nên mỗi khi gặp, đối tác chỉ cần nghe cô ta uốn 3 tấc lưỡi thì đều bị chinh phục ngay. Mà cũng đúng thôi. Công ty của Cảnh Kỳ là công ty tài chính, các đối tác đều phải dựa vào bên anh ta để tồn tại, thì làm sao họ không o bế anh được. Còn 10 phút nữa thì đến giờ gặp mặt đối tác. Khi Nhật Lệ đang sắp xếp lại hồ sơ để chuẩn bị cho cuộc gặp thì điện thoại của cô đổ chuông. Vừa liếc thấy số máy, cô hơi khựng lại rồi nói với giám đốc.
Em xin phép giám đốc ra ngoài nghe điện thoại chút ạ. Cảnh Kỳ im lặng không nói gì. Nhật Lệ đi ra ngoài bấm nghe. Đầu bên kia vang lên tiếng nói. Chào người đẹp, là anh đây. Việc anh nhờ em đến đâu rồi? Chỉ cần bên anh vay được vốn thì em sẽ nhận được khoản hoa hồng không hề nhỏ. Nhớ xin nhan sếp cho anh nhé. Tất cả nhờ vào em đấy. Nhật Lệ nói nhỏ. Em sẽ cố gắng, nhưng nhìn vào số tiền bên anh đề xuất vay và khả năng tài chính cùng với tiềm năng của công ty, em nghĩ sếp em khó lòng mà cho anh vay nhiều như vậy. Hơn nữa còn rất nhiều công ty đang xếp hàng đây này. Thế mới cần đến tài biến hóa của em chứ. Giúp anh nhé. Nếu sếp em ok thì tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của em ngay khi kế hoạch thành công. Thôi được rồi, cũng sắp đến giờ họp, em sẽ cố gắng. Vậy nhé anh. Nhật Lệ cúp máy và đi vào phòng nói với Cảnh Kỳ. Dạ, đến giờ họp rồi, mời anh sang phòng Khánh Tiết ạ. Cô cầm hồ sơ sang trước đi, tôi qua sau. Khi đã yên vị trong phòng, vị phó giám đốc bên kia chìa tay ra bắt, miệng cười giả lả lấy lòng. Chào anh, chúng tôi đã gửi hồ sơ cho bên anh xem xét, hy vọng sẽ được anh chiếu cố ạ. Cảnh Kỳ nhếch môi nói. Tôi đã có xem qua hồ sơ của bên anh, thấy dự án đó không được khả thi cho lắm. Vì vậy chúng tôi chỉ đồng ý cho bên anh vay số tiền bằng 1/2 số đề xuất để đảm bảo khả năng thu hồi vốn hiệu quả. Anh có đồng ý không? Tay phó giám đốc bên kia nghe thấy Cảnh Kỳ nói vậy thì hơi tái mặt nói. Dạ, chắc anh bận nên chưa xem kỹ hồ sơ. Nếu cần tôi có thể trình bày ra đây cho anh luôn. Hy vọng anh sẽ đồng ý với mức vay bên tôi đề xuất. Nếu chỉ được vay một nửa số đó thì sẽ khó khăn cho chúng tôi quá ạ. Anh ta vừa nói xong thì Nhật Lệ chen vào. Dạ thưa sếp, em cũng đã nghiên cứu kỹ hồ sơ này. Anh có thể xem xét cho họ vay theo yêu cầu được không ạ? Cảnh Kỳ nghiêm mặt lại nói. Cô nói cô đã xem xét kỹ hồ sơ. Vậy cô có phân tích đến vấn đề rủi ro không? Nếu nó xảy ra, cô có chịu trách nhiệm thay họ? Nếu cô gánh được chuyện đó, tôi sẵn sàng cho vay ngay. Nhật Lệ tái mặt. Cô biết nếu bên kia vay được vốn thì số tiền 1% hoa hồng mà cô nhận được không hề nhỏ. Nhưng Cảnh Kỳ là một người cực kỳ nghiêm túc và chắc chắn nên không dễ gì anh gật đầu ưng thuận khi bản thân mình không nắm được phần thắng. Không hổ danh là một người đứng đầu công ty tài chính, dĩ nhiên cái đầu của anh phải hơn hẳn nhiều cái khác cộng lại rồi. Cô biết phải làm gì đây. Cuộc gặp đối tác thứ hai có vẻ xuôi chiều mát mái hơn và hợp đồng được ký kết ngay sau đó. Đối tác này hội đủ điều kiện nên họ không đi sân sau, và như vậy thì Nhật Lệ không được hưởng lợi gì trong việc này cả. Tối hôm đó, giám đốc công ty này có mời Cảnh Kỳ và thư ký đến nhà hàng dự tiệc. Nhật Lệ đang buồn thì mừng húm, vì đây chính là cơ hội ngàn năm có một mà cô ta quyết không thể buột mất. Một kế hoạch chinh phục Cảnh Kỳ được cô đặt ra một cách chi tiết trong đầu. Chiều đó Cảnh Kỳ nói với Nhật Lệ, cô chuẩn bị đi, 6 giờ sẽ có lái xe chở chúng ta đến nhà hàng. Dạ anh, em chỉ cần 15 phút là xong ạ. Tối đó Nhật Lệ trang điểm rất sắc sảo và ăn mặc cực kỳ sexy. Cô nghĩ không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được khi nhìn vào cô. Chắc chắn Cảnh Kỳ cũng sẽ như vậy. Nhật Lệ mặc một chiếc đầm lệch vai nửa kín nửa hở. Một bên lấp ló khuôn ngực trắng ngần lộ ra như thiêu đốt mọi ánh nhìn. Tuy vậy khi lên xe, Cảnh Kỳ đã ngồi bên trên cạnh tài xế, để mình cô ngồi băng sau, và anh hình như chưa hề nhìn cô lấy một cái. Cứ như thể cô không hề tồn tại vậy. Mặc dù rất tức, nhưng Nhật Lệ vẫn phải kiên trì vì thời khắc chưa đến. Khi lái xe dừng lại trước cửa nhà hàng, Cảnh Kỳ bước xuống. Ngay sau đó Nhật Lệ xuống theo và đi đến bên anh. Rất tự nhiên cô khoác tay Cảnh Kỳ, khiến anh nhăn mày khó chịu. Gỡ nhẹ tay cô ra, anh lạnh lùng nói. Cô buông ra đi. Khoác tay tôi kiểu này, lỡ một nửa của cô hiểu lầm thì chết, lúc đó tôi không đi thanh minh được đâu. Em có ai đâu mà anh lo, cả công ty này, ai chả biết em chỉ quan tâm mỗi mình anh, chỉ có anh là vô tình hở hững với em thôi. Cảnh Kỳ, đừng xa cách với em như vậy nữa. Xin lỗi, hôm nay chúng ta đến đây dự tiệc với tư cách là khách mời, nên cô đừng đề cập đến chuyện khác, tôi không quen. Nói xong anh bước một mạch lên trước, báo hại Nhật Lệ hối hả theo sau. Mặt cô tím lại vì tức, trong bụng lẩm bẩm. Anh cứ lạnh lùng đi, rồi sớm muộn em cũng sẽ đánh tan tảng băng trong anh thôi.
không người đàn ông nào có thể bước qua em dễ dàng như thế. Và anh cũng vậy, Cảnh Kỳ ạ. Vì đây là nhà hàng nổi tiếng của khách sạn 5 sao Z, nên nhân viên phục vụ cũng cực kỳ lịch sự, giống như họ đã biết trước kế hoạch. Và khi vừa nhắc thấy anh bước vào, một nam phục vụ đã đi nhanh đến cúi người chào. Dạ, anh là giám đốc Cảnh Kỳ phải không ạ? Mời anh đi theo em, anh Quốc đang chờ anh ở trên ạ. Cảm ơn cậu. Bước chân vào căn phòng sang trọng, Cảnh Kỳ đã thấy giám đốc và toàn bộ ekip bên công ty Hưởng Đông đang ngồi bên bàn. Khi bóng anh hiện ra, họ liền lập tức đứng cả dậy chào. Tất cả đều đón tiếp anh rất nồng nhiệt, cũng không quên lịch sự mỉm cười chào Nhật Lệ. Chắc họ tưởng cô vừa là thư ký, đồng thời kiêm luôn bạn gái của giám đốc thì phải. Màn chào hỏi đã xong và tất cả bắt đầu nhập tiệc. Toàn rượu ngoại nên khi uống mềm môi thì đã say rồi. Dĩ nhiên Cảnh Kỳ là một nhân vật quan trọng, thành ra anh chính là cây đinh được chăm sóc rất chu đáo và nhiệt tình. Còn Nhật Lệ là bông hoa đẹp nhất trong buổi tiệc này, vì vậy cô cũng được quan tâm đặc biệt. Bình thường Cảnh Kỳ uống rất ít, nhưng không hiểu sao hôm đó anh lại uống liên tục. Bên kia thi nhau nâng ly chúc mừng để làm thân, và anh cũng không nỡ từ chối. Đến cuối buổi tiệc, Tấn Quốc, giám đốc công ty Hưởng Đông nói với nhân viên: cho tôi đặt một phòng VIP để phục vụ sếp đây, cậu thu xếp nhanh giúp tôi nhé. Cậu nhân viên kia liền mỉm cười nói: dạ anh yên tâm, gì chứ công ty Hưởng Đông thì bên em phải phục vụ tận tình rồi ạ, để em mời sếp lên phòng. Ngay lúc này Nhật Lệ lên tiếng: để tôi đưa anh ấy lên, sai thế này thì chắc chưa thể về ngay được, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Tấn Quốc mỉm cười ý nhị nói: cảm ơn cô, vậy chờ cô nhé. Yên tâm, mọi chi phí chúng tôi sẽ thanh toán hết, nhờ cô chăm sóc sếp lớn nha. Cảnh Kỳ được cậu nhân viên dìu vào thang máy. Khi đến tầng 20 của khách sạn thì cửa thang máy mở ra. Đến trước cửa một căn phòng, anh nhân viên đưa thẻ phòng cho Nhật Lệ và lịch sự nói: đây là phòng Hoàng Đế, một nơi cực kỳ đặc biệt và tiện nghi mà khách sạn chúng tôi luôn dành cho khách hàng siêu VIP. Hy vọng sẽ làm cho hai người hài lòng. Mời cô và sếp vào trong này, chúc hai người một đêm vui vẻ. Nói rồi anh ta cùng Nhật Lệ dìu Cảnh Kỳ vào trong. Cô cũng khéo léo đỡ lấy anh và mỉm cười cảm ơn. Cửa phòng nhanh chóng được đóng lại. Sau khi đặt anh nằm ngay ngắn lên giường, Nhật Lệ khéo léo kiểm tra cửa nẻo một lần nữa, rồi mới mỉm cười đắc thắng. Cô đi lại phía giường, khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Cảnh Kỳ, lúc này đang say mềm không biết gì. Nhật Lệ sau đó nhanh chóng chút bỏ bộ váy trên người mình, rồi cũng lần mò cởi hết quần áo của Cảnh Kỳ ra, và cứ thế nằm bên cạnh, ôm cứng lấy anh. Được một lát, cô ta liền nhòm ngay dậy, vơ lấy chiếc điện thoại để trong bóp ra, rồi tạo dáng ôm chặt Cảnh Kỳ, và đặt chế độ chụp tự động. Cô ta diễn sâu đến nỗi, có đoạn còn nhắm mắt lại như thể bản thân đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc, và một loạt hình ảnh trong tư thế nhạy cảm khi cả hai không một mảnh vải che thân đã được ghi lại toàn bộ vào chiếc iPhone đời mới nhất của Nhật Lệ. Khóe môi cô ta khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn, đoạn đi đến bên chiếc tủ lạnh lấy ra một chai nước. Sau đó Nhật Lệ lấy từ trong xách tay ra một gói bột mịn đổ vào đó lắc đều và lại để vào chỗ cũ. Liếc thấy trong tủ có mấy chai nước suối cùng loại, Nhật Lệ lôi hết ra ngoài, chỉ để duy nhất chai nước hồi nãy vào trong tủ. Tất cả được cô ta bài trí một cách tỉ mỉ, có lẽ để chuẩn bị cho giây phút quyết định này, cô ta đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Không biết Cảnh Kỳ nằm ngủ như vậy trong bao lâu, chờ đến khi thấy khát khô cả cổ, anh mới nhòm người ngồi dậy. Có lẽ cơn say vẫn chưa hết, nên anh thấy đầu óc nặng trịch, cảm nhận có chuyện gì sai sai ở đây. Anh liền đưa tay lên dụi mắt và bỗng tá hỏa. Mắt chữ O, mồm chữ A. Cái gì thế này? Ai đang nằm cạnh anh vậy? Lại thêm một tiếng nổ ầm nữa vang lên trong đầu khi thấy bản thân không một mảnh vải. Bên cạnh là một người phụ nữ cũng trong trạng thái Eva và vòng tay cô ta vẫn còn quàng qua người anh. Nhìn kỹ người trước mặt anh mới thẳng thốt nhận ra đó không ai khác chính là Nhật Lệ, nữ thư ký của công ty. Cảnh Kỳ gỡ tay Nhật Lệ ra và không tự chủ được mà lay mạnh cô ta dậy rồi la lên. Cái quái gì thế này? Không phải là cô đấy chứ, Nhật Lệ. Thế này là thế nào? Tại sao cô lại ở đây? Nhật Lệ bị Cảnh Kỳ tóm tay lay dậy thì hốt hoảng thu mình lại,
lắp bắp nói. Cảnh Kỳ, là đêm qua chính anh đã đưa em vào đây, anh không nhớ gì hết sao? Nói láo, tôi đưa cô vào đây hồi nào? Nói, cô đã giở trò gì hả? Anh cứ bình tĩnh, em đâu có làm gì, là tại đêm qua anh say quá nên mới... Mặc quần áo vào đi, tôi sẽ tự mình điều tra chuyện này, không thể có chuyện vô lý như thế được. Nhật Lệ liền òa lên khóc, rồi nhào đến ôm chặt lấy Cảnh Kỳ không buông, mặc cho bản thân đang ở trong trạng thái khó đỡ. Cảnh Kỳ, em biết anh không thích em, nhưng đêm qua rõ ràng anh đã cùng em tình cảm mà. Chính anh đã nói vào tai em những lời mật ngọt, chẳng lẽ anh không nhớ gì hết sao? Anh yên tâm, em cũng không bắt đền anh đâu, cứ coi như đó là một sự cố không mong muốn. Anh có nhất thiết phải tức giận lên như vậy không? Cảnh Kỳ bặm môi lại nói, cô biết là trước giờ tôi không hề có tình cảm với cô, mọi sự gượng ép đều trở nên vô nghĩa. Vậy nên cô có kế hoạch gì trong đầu thì tốt nhất dẹp đi, vì tôi không thể đáp ứng được đâu. Anh tàn nhẫn quá Cảnh Kỳ. Nói xong Nhật Lệ buông Cảnh Kỳ ra rồi mặc đồ vào. Cô ta còn cố tình kéo tấm chăn thu lại một góc, vô tình để lộ ra một vệt đỏ thấm xuống tấm ga. Cảnh Kỳ nhìn như hút mắt vào đó, đoạn anh nói, tôi sẽ tự mình kiểm tra xem có gì khuất tất hay không, vậy nên cô đừng mong giở trò ra với tôi. Anh đừng nói gì nữa. Nếu anh đã nói như vậy thì anh cứ làm theo ý mình đi. Từ đầu em cũng nói không bắt anh chịu trách nhiệm gì rồi. Là do em, tất cả là em tự nguyện, anh không cần bận tâm gì đâu. Cô đợi một chút, tôi sẽ đi kiểm tra camera của khách sạn. Nếu để tôi phát hiện ra cô cố tình giở trò thì đừng trách tôi. Còn cô, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện xét nghiệm là biết ngay thôi mà. Nhật Lệ tái mặt, không ngờ Cảnh Kỳ lại lạnh lùng và vô cảm đến thế. Nếu để anh đưa vào bệnh viện thì khác nào lại ông tôi ở bụi này, và mọi kế hoạch mà cô đã dày công bày binh bố trận chẳng phải sẽ tan thành mây khói hay sao? Kiểu này đành đánh bài chuồn thôi. Nghĩ vậy Nhật Lệ làm ra vẻ bất cẩn nói, anh cứ làm những gì mà anh cho là đúng, phần em không cần gì cả, coi như em tự làm tự chịu vậy, em về đây. Nói xong cô ta vớ lấy cái túi sách định rời đi thì Cảnh Kỳ kéo ngay lại nói, chẳng phải mục đích của cô là muốn có tôi hay sao? Nếu như đúng là đêm qua tôi có làm bậy với cô thì vật chứng chắc chắn vẫn còn đọng lại. Đừng nói với tôi là cô đã gột rửa đi hết rồi nhé. Cứ cho rằng cô không muốn tôi chịu trách nhiệm thì tôi cũng không cho phép bản thân mình tàn nhẫn. Mặc dù không yêu cô nhưng tôi không phải là một thằng đàn ông họ Sở. Vì vậy điều kiện tôi đưa ra chẳng phải rất có lợi cho cô đó sao? Thôi nào, cứ nằm ở đây thư giãn đi. Tôi xuống gặp quản lý khách sạn một chút rồi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Ok. Em không cần. Cái em cần là bản thân và tình yêu của anh, chứ không phải cần anh chịu trách nhiệm. Em không phủ nhận bản thân đã rất yêu anh và tình cảm ấy là đơn phương. Song em cũng không mặt dày đến nỗi cố đấm ăn xôi để có bằng được thứ không thuộc về mình. Anh đừng bận tâm gì cả. Em đi đây. Lần này thì Nhật Lệ chủ động gỡ tay Cảnh Kỳ rồi bước thẳng ra ngoài. Có vẻ như cô đang rất tức giận nên nện gót giày thật mạnh. Khi bóng Nhật Lệ mất hút vào thang máy, Cảnh Kỳ cũng đứng dậy đi ra. Một lát sau anh đã có mặt ở phòng quản lý khách sạn. Nhướng đôi mắt lên, anh hỏi người nhân viên, cho tôi gặp quản lý ở đây. Nói rồi anh chìa ra tấm danh thiếp. Cậu nhân viên liếc nhìn giây lát rồi mỉm cười nói, dạ, giám đốc Cảnh Kỳ, xin anh chờ một lát ạ. Khoảng 5 phút sau, quản lý khách sạn Z đã xuất hiện trước mặt anh. Người này giả là lấy lòng. Chào sếp, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ anh. Chẳng hay anh có điều gì không hài lòng ở đây, cứ nói với tôi một tiếng. Cảm ơn anh, tôi muốn xem trích xuất camera của khách sạn buổi tối hôm qua. Nghe Cảnh Kỳ nói vậy, quản lý khách sạn biết ngay là có việc bất thường, liền gật đầu mỉm cười quay sang cậu nhân viên nói, cậu hãy trích xuất lại camera buổi tối qua cho sếp Cảnh Kỳ xem đi. Giờ anh ta quay sang Cảnh Kỳ phân bua, anh cứ xem xét kỹ lưỡng ạ. Nếu có điều gì chưa thỏa đáng hay phát hiện có gì khuất tất cứ nói với tôi. Tôi sẽ xử lý triệt để, quyết không để làm anh mếch lòng. Lát mời anh lên phòng tôi uống trà nhé. Cảm ơn anh, không dám làm anh mất thời gian đâu. Hẹn anh vào một dịp khác nhé. Quản lý khách sạn nghe vậy mới dạ một tiếng rồi trở về phòng. Chỉ còn mình Cảnh Kỳ và cậu nhân viên. Anh bảo nhân viên tua lại khoảng thời gian từ 9 giờ trở đi. Thấy đúng lúc anh có hiện tượng say thì Nhật Lệ luôn ở bên cạnh, chứng tỏ cô ta đã rất mong chờ giây phút này thì phải.
Đến đoạn người nhân viên dìu anh vào phòng và trở ra thì không còn thấy gì nữa. Vì tôn trọng sự riêng tư của khách nên khách sạn nào cũng chỉ đặt camera ở hành lang, chứ trong phòng thì tuyệt đối không có. Cảnh Kỳ gật đầu cảm ơn cậu nhân viên, rồi móc bóp lấy ra một tờ 200 đưa cho anh ta, nhưng anh này nhất định không nhận. Đi xuống tầng hầm của khách sạn để lấy xe về, anh mới móc điện thoại ra, thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của chị Hồng. Chắc đêm qua thấy anh không về nên chị ấy lo lắng. Ngoài ra còn có một cuộc gọi của Tấn Quốc, giám đốc công ty Hưởng Đông. Anh liền bấm máy gọi lại cho anh ta. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Tiếng Tấn Quốc cất lên với giọng quan tâm hỏi. Chào sếp nhé, hôm qua anh hơi mệt nên tôi đã điều hẳn một phòng cho anh nghỉ lại. Hy vọng không làm anh phiền lòng. Anh không trách tôi chứ? Hôm qua tôi sai quá nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm ơn anh. Cảnh Kỳ thật muốn trách nhưng lại không biết trách Tấn Quốc ở điểm gì. Chỉ biết tự trách bản thân mình đã không tỉnh táo, để Nhật Lệ giở trò mà bản thân không hề hay biết. Giờ đành phải chịu trận thôi, chứ nói làm sao. Không lẽ đi bắt đền và hỏi anh ta tại sao lại để Nhật Lệ vào phòng tôi à? Đúng là vô duyên. Thấy Cảnh Kỳ im lặng, Tấn Quốc nghĩ chắc anh ngại nên lái sang chuyện khác luôn. Dạ, rất vui vì được anh chiếu cố. Mong là anh luôn ưu ái cho bên tôi. Được rồi, cảm ơn anh về buổi tiệc tối qua. Bye. Cảnh Kỳ lái xe về nhà trong tâm trạng bực bội. Cả ngày hôm đó anh không đến công ty. Đã thế, lúc đưa con trai đi học, Quốc Cường lại luôn miệng hỏi tối qua anh đi đâu. Anh phải nói dối là ngủ lại công ty vì nhiều việc. Nhìn đôi mắt trong veo của con, anh thấy mình thật có lỗi. Một chút gì chua xót trong lòng khi nghĩ đến người phụ nữ đã bỏ rơi cha con anh để chạy theo tỉnh mới. Đã 3 năm nay Thiên Hương chưa một lần về thăm con, cũng chẳng cần biết nó sống chết thế nào. Có lẽ giờ này cô ta đang mải mê bay nhảy cùng gã người tình bên trời Tây xa xôi. Lại nghĩ đến Phương Hân, cô gái tuy chỉ mới tiếp xúc chưa lâu, song lại gieo vào lòng anh một cảm giác lạ lẫm. Một thứ tình cảm tưởng như đã cho tàn nguội lạnh, giờ lại bị thổi bùng lên ngọn lửa tình ngất ngây. Thế nhưng đúng lúc anh đang hy vọng nhất, đang chuẩn bị cùng cô vun đắp những mùa vui, thì cô lại biến mất nhanh như một cơn gió. Cô đã đi đâu? 2 ngày qua cô ở nơi nào? Chợt nhớ đến lời một cô giáo trong trường nói, có thể Phương Hân đã đi theo bạn trai du lịch ở đâu đó. Song Cảnh Kỳ không tin vào điều ấy. Trong anh cứ thường trực nỗi bất an rằng cô đang gặp nguy hiểm hay đại loại như vậy. Dùng óc suy luận của mình, anh biết điều đó hoàn toàn vô lý. Vì chẳng có ai đi chơi với người yêu mà lại im hơi lặng tiếng, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, bỏ việc không xin phép như vậy cả. Một người chu đáo như Phương Hân sẽ chẳng bao giờ làm điều ngu ngốc đó. Vậy hiện giờ cô đang ở đâu? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự sắp đặt của trái tim của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.